Xin chào các bạn, hôm nay là có thời gian để quay trở lại để làm một cái video ngắn để hướng dẫn cho các bác xem cái cây trà hoa vàng Fanny, cái hoa của cái cây trà hoa vàng Fanny. Video ngắn này thì chúng tôi chỉ làm khoảng 1 đến 2 phút thôi, không làm nhiều, nhưng mà để cho các bác biết thêm một loài trà hoa vàng của Tam Đảo. Đây là bông của Fanny này, nó khác với những bông khác của Hakoda hay là dòng Tam Đảo Ensis. Đó, bông là hình chuông, cánh xếp. Đó. Đối với tiêu chuẩn hoa thì tầm như thế này, bắt đầu đang hé nở như này thì chúng ta là thu hoạch được rồi. Đó. Hoa đẹp không ạ? Hoa thì chúng tôi vẫn thu hoạch thường xuyên nhưng vẫn phải để một chút hoa lại để cho các bác biết nữa. Nhiều bác này vẫn cứ bảo là không phải trào vàng, để giữ lại cho các bác xem. Đấy. Ví dụ như này là đang chuẩn bị thu hoạch này, hoa vàng đây này. Đấy, đây là dòng Fanny nhé, gốc đào trên núi, cây đang phát triển rất là tốt, hoa sai. Dòng Tam Đảo có gì khác thì xin thưa với các bác là hoa nó to như thế này. Đây là ngón cái của tôi, to khoảng bằng hai cái ngón cái, có hoa cánh xếp rất là đẹp, hình chuông. Đấy. Bác nhìn hoa nở đẹp không? Cây này sang năm thì nó sẽ nở hoa rất nhiều. Năm nay là bắt đầu nó hồi sinh hoa lại. Đây là cây Camellia Fanny nhé. Lá nhỏ, lá thường thường rất nhỏ. Lá chỉ bằng 3-4 ngón tay, 3 ngón tay. Trực thuộc ở độ cao trung bình từ 150 đến 300 mét so với mực nước biển và mọc dọc theo đường cánh Tam Đảo. Fanny. Rồi xin chào, cảm ơn các bác nhé.